Rồi, được cá phi đầu tiên nha các bạn. Dính 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 này các bạn ơi, thả câu cá đó. Được con nhỏ các bạn ơi, con này nó ăn ngậm với nó không lâu các bạn, mình giả lên dính luôn nha. Rồi, được con cá nhỏ nữa các bạn ơi. Đâu, dính được con phi nữa các bạn ơi. Nó ngầm dưới các bạn. Rồi ghé ghé hoài các bạn ơi. Được con nữa các bạn. Rồi được cá phi nữa nha các bạn. Dính cá ô phi các bạn ơi.
Rồi, cá rô các bạn ơi. Rồi, được cá rô phi cũng bự nha các bạn. Rồi, tụi con cũng bự nữa các bạn ơi. Rồi, thành quả hôm nay mình câu được nha các bạn. Cũng cá chục rô phi các bạn ơi. Chứ con cá rô. Mưa đang câu, mưa quá trời lớn luôn các bạn ơi. Về luôn nha. Rồi, hẹn các bạn ở video tiếp theo nha. Mưa quá trời mưa các bạn ơi.